Trong cái chủ đề video ngày hôm nay, Long sẽ phân tích cho mọi người về vấn đề bất động sản Long Cống Thanh Hóa liệu năm 2023 có đầu tư được nữa hay không, cũng như là phân tích chi tiết bất động sản Thanh Hóa khu vực của huyện Long Cống, của khu vực Thanh Hóa tiềm năng ưu và nhược điểm có những cái gì. Thế là chúng ta cùng nhau phân tích về vị trí của thành vị trí của Long Cống đi. Thứ nhất là Long Cống nằm ở đây, đây là vị trí mà tôi chỉ có trò chuyện cho anh chị ấy. Thứ nhất là Long Cống ở đây, thứ nhất là từ cái vị trí Long Cống ấy, thì đi ra biển gần, thứ hai là đi lên thành phố Thanh Hóa cũng sẽ gần. Đấy, thì cái vị trí của Nông Cống này thì thứ nhất là cách ngay giáp Đông Sơn cũng như là gần thành phố Thanh Hóa, và thành phố Thanh Hóa hiện tại đang mở rộng cái hướng phát triển ấy là sang khu vực Đông Sơn, sáp nhập vào khu vực Đông Sơn gọi là diện tích to hơn, và sau này cái đô thị của Thanh Hóa là trung tâm thành phố Thanh Hóa này nó sẽ lan dần từ khu vực dưới này rồi khu vực Nông Cống, thì Nông Cống sẽ là một trong những khu vực rất là lợi thế dành cho dành cho cái thị trường đầu tư bất động sản ở huyện Nông Cống. Chúng ta sẽ cùng nhau vào gọi là cái vị trí Google Map ở trên Nông Cống nhé, cái vị trí Google Map của Nông Cống đây. Đây sẽ là cái khu vực của Đông Cống này, mọi người anh chị hình dung này. Thứ nhất đây là cái vạch đỏ này là cái vị trí của bất động sản khu vực Đông Cống. Thì khu vực Đông Cống thì lên Thanh Hóa gần và đi ra khu vực biển này cũng gần. Đấy, thì Đông Cống nó sẽ có bốn cái ưu điểm và nhiều bốn cái gọi là tiềm năng tăng giá rất là tốt và làm cho khu vực địa phương phát triển rất là mạnh. Tôi sẽ liệt kê cho anh chị. Thứ nhất là về vị trí của Đông Cống là địa hình của Đông Cống thì rất là đồng bằng. Thứ nhất là khu vực này thì rất là đồng bằng. Nếu mà đồng bằng thì nó sẽ phát triển được. Thứ nhất là về khu công nghiệp. Khu công nghiệp ở đây thì đã định hướng từ giờ đến 2030 của Đông Cống là một trong những trung tâm phát triển mạnh về khu công nghiệp ở tại nền kinh tế mũi nhọn ở Thanh Hóa, bởi vì từ giờ đến 2030 ấy, thì khu công nghiệp nó sẽ được tổng là khoảng tầm hơn một nghìn hecta phát triển về khu công nghiệp từ giờ định hướng đến 2030 ấy, mà 1.000 hecta ở khu vực ở bốn huyện của Thanh Hóa như vậy nó sẽ kéo thứ nhất là công ăn việc làm cho người dân về đây làm rất là mạnh, ta là địa phương phát triển. Thứ ba là làm tăng thu nhập bình quân đầu người, thì khi mà khu vực tăng thu nhập bình quân đầu người, khu vực có dân cư về và khu vực đó phát triển thì chắc chắn bất động sản nó sẽ tăng, nên là đầu tư bất động sản Đông Cống sẽ là một trong những cái lựa chọn gọi là khá thú vị và nhiều cái nhu cầu khác nhau dành cho anh chị. Tiếp theo đó chính là về vấn đề gọi là giao thông hạ tầng của khu vực Nông Cống đây. Thì Nông Cống hiện tại thì đang có một cái tuyến, đó chính là một tuyến huyết mạch của Thanh Hóa, nó chính là cao tuyến gọi là cao tốc Bắc Nam. Tôi sẽ chia sẻ cho anh chị về vấn đề tuyến cao tốc Bắc Nam nhé, trên bản đồ quy hoạch của Nông Cống đây. Đây sẽ là cái bản đồ quy hoạch của Nông Cống này, đây thì anh chị hình dung này, đây sẽ là quy hoạch của Nông Cống từ giờ định hướng đến 2030 ấy. Thì cái tuyến cao tốc Bắc Nam sẽ đi qua cái khu vực Nông Cống, thứ nhất là nó sẽ làm giao thương hàng hóa khu vực Nông Cống nó phát triển tốt hơn và người dân ở khu vực này được hưởng lợi rất là nhiều, bởi vì là giao thông thuận tiện cũng như là nhiều các khu công nghiệp họ sẽ lựa chọn Nông Cống nhiều hơn là bởi vì có tuyến cao tốc Bắc Nam. Quan trọng nhất là tuyến cao tốc Bắc Nam này lại cần có một cái nút xuống nữa cơ, đây là nút xuống của cao tốc Bắc Nam này ở khu vực Nông Cống này, đây là cái tuyến cao tốc Bắc Nam này, đây là nút xuống ở cao tốc này. Nên là vì sao các khu công nghiệp, đây là một khu công nghiệp này hay là một vài các cụm công nghiệp xung quanh đây nó đã mọc lên rồi, hiện tại đã được quy hoạch hiện hữu trên bản đồ quy hoạch rồi ấy. Nên đấy là một trong những cái yếu tố rất là tốt, bởi vì cao tốc là một trong những xương sống của khu Thanh Hóa, mà cao tốc đi đến đâu thì làm cho khu vực đó càng ngày càng phát triển, mà cao tốc có cái nút xuống nên là làm cho khu vực đấy giao thương hàng hóa càng ngày càng thuận tiện hơn nữa. Đấy, thế nên là mình cùng với đó là nó cũng được rất là hay để có một cái tuyến đường gọi là Nghi Sơn Sao Vàng. Nghi Sơn Sao Vàng này là tuyến đường kết nối giữa sân bay của Thọ Xuân ấy, xuống dưới cảng biển Nghi Sơn, có kết nối hai cái phương tiện giao thương hàng hóa rất là tốt ở khu vực Thanh Hóa. Thì khi khu vực Đông Cống này được cái hai cái tuyến này rất là song song với nhau, cao tốc và tuyến Nghi Sơn Sao Vàng này rất là song song với nhau và tạo điều kiện phát triển nhiều về khu công nghiệp nhiều hơn. Đây là một trong những cái mà cao tốc này thì 30/4/1 sẽ thông xe, nhưng dự kiến là tầm tháng 7 tháng 8 năm nay bắt đầu mới thông xe cơ. Thế đấy sẽ là một cái lợi thế dành cho khi mà cao tốc thông xe, nó sẽ làm cho khu vực này phát triển mạnh hơn và làm cho nhiều khu công nghiệp muốn về đây và nhiều khu công nghiệp bắt đầu triển khai hiện hữu hơn. Đấy. Tiếp theo đó chính là về vấn đề giá khu vực này ấy, thì nó rất là rẻ, địa hình của Thanh Hóa, địa hình của Nông Cống ấy. Thì nếu anh chị muốn đầu tư ở khu vực Nông Cống ấy, thì anh chị có thể lựa chọn một vài những cái khu vực hay là một vài những cái vị trí làm sao mà gần trung tâm, hoặc thứ hai là những cái vị trí nào giá rẻ hoặc nhiều nhà đầu tư họ đang cắt tháo muốn bán lỗ ra ngoài ấy. Đấy sẽ là một trong những cái tiêu chí để chúng ta lựa chọn thị trường bất động sản đầu tư Nông Cống. Thì Nông Cống thì mình sẽ tìm theo những khu vực như thứ nhất là khu vực dân cư hiện hữu là trung trung tâm thị trấn Nông Cống này, là một trong những khu vực mà dân cư hiện hữu mình có thể đầu tư ven khu vực thị trấn Nông Cống hoặc là ven các khu công nghiệp ở Nông Cống, sẽ là một trong những lựa chọn rất là tốt dành cho nhà đầu tư, hoặc là đầu tư các cái trục đường lớn ấy, trục đường chính của khu vực Nông Cống, thì sẽ làm cho khu vực này nó phát triển mạnh và thứ hai là được cái biên độ lợi nhuận giá tốt hơn cũng như là biên độ lợi nhuận đột biến hơn. Đấy là một trong những cái điều mà tôi muốn chia sẻ cho anh chị. Nếu như anh chị mà có vấn đề gì, anh chị cứ nhắn tin trực tiếp cho tôi hỏi về vấn đề các thị trường hay các huyện của Nông Cống hay là các huyện của Thanh Hóa để tôi giải đáp cho anh chị. Thì Long có vài chia sẻ đến đây thôi để giúp anh chị có nhiều góc nhìn hơn, để nếu anh chị nào muốn quan tâm Long Cống và đầu tư Long Cống thì sẽ xem video của Long sẽ rút ra nhiều kinh nghiệm và góc nhìn hơn. Long xin vô cùng cảm ơn quý anh chị nhà đầu tư.